dục STEM hiện đang được các ông bố bà mẹ quan tâm khá nhiều. Hiện nay cũng đã có nhiều trung tâm thực hiện phương pháp này, không ngoài mục đích trang bị kỹ năng và kiến thức cho trẻ. Tuy nhiên, phương pháp này sẽ đạt hiệu quả cao hơn khi bố mẹ có thể học cùng con. Bộ sách 365 thí nghiệm kỳ thú gồm 5 cuốn sẽ hướng dẫn quý phụ huynh cách áp dụng phương pháp giáo dục STEM tuyệt vời này. Như tên gọi của nó, mỗi cuốn sách là những thí nghiệm khoa học đơn giản với những vật dụng quanh nhà mà bạn dễ dàng tìm kiếm nhưng vẫn mang lại sự ngạc nhiên, thích thú và niềm vui cho các bạn nhỏ. Nếu như tập 1 là những thí nghiệm hướng dẫn trẻ tìm hiểu về trọng lực, thiên thạch bốc cháy hoặc cho trẻ trải nghiệm cảm giác khi khoác trên mình bộ đồ phi hành gia thì sẽ như thế nào, thì tập 2 lại là các thí nghiệm giải thích cho trẻ được trẻ đặt câu hỏi khá nhiều là cách làm băng tang, cách tạo ra cầu vồng hay làm sao để làm ra được một cái túi gió thiệt là to. Tập 3 của cuốn sách sẽ giúp bé gần gũi với thiên nhiên hơn khi tìm hiểu về sự thở của cây. Cây cũng đổ mồ hôi, hay các nghiên cứu về đất sẽ giúp bé hiểu được vai trò của đất với cây cối và môi trường. Bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích bánh và kem, và thỉnh thoảng chúng cũng tự nghĩ ra phương pháp làm của riêng mình. Điều đó cũng thật thú vị. Tuy nhiên sẽ thú vị hơn rất nhiều khi bố mẹ có thể cùng làm với con của mình và thành phẩm thì vẫn có thể dùng được. Hãy tham khảo tập 4, 5 của bộ sách 365 thí nghiệm kỳ thú này nhé. Trên đây là một vài hình ảnh mà các bé đang cùng bố mẹ chuẩn bị cho đêm trung thu kỳ diệu của mình. Bạn đã thấy bé vui thế nào khi được khám phá thế giới cùng bố mẹ của mình theo phương pháp giáo dục STEM chưa? Hạt giống tâm hồn tin chắc rằng bé sẽ vui hơn nữa khi được chơi và học với bố mẹ qua bộ sách 365 thí nghiệm kỳ thú.